Radio dìu con vào đời. Số thứ 10, làm cha mẹ tỉnh thức. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio dìu con vào đời. Chương trình này do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền chữa lành tâm lý miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chuỗi radio này được phát sóng liên tục 2 tuần một lần trên kênh YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất, đó là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, rồi sẽ có lúc con trẻ cũng có cuộc sống riêng của mình, và khi những đứa con rời xa gia đình, chúng đều sẽ đi đến cùng một nơi, đó là nơi lưu trữ những kỷ niệm, ký ức và tình cảm của cha mẹ. Vì vậy, trở thành cha mẹ tỉnh thức là món quà tuyệt vời, thiêng liêng nhất mà các bậc sinh thành trao tặng cho con. Làm cha mẹ tỉnh thức là ý thức mình đang là cha mẹ, nên hãy tận hưởng niềm hạnh phúc ấy từ khi con đến với đời mình. Trân trọng mỗi khoảnh khắc tồn tại của con, hưởng thụ từng trải nghiệm tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng mang giá trị như nhiên phi thường. Làm cha mẹ tỉnh thức là phải luôn có những khoảnh khắc tĩnh lặng để trải nghiệm sự có mặt trọn vẹn của mình và bắt kịp với chân ngã tự nhiên của con. Làm cha mẹ tỉnh thức là ý thức mình đang có ảnh hưởng như thế nào đối với các con qua cách hành xử, tương tác của mình, từ đó dũng cảm học lại từ những sai lầm đã trót gây ra cho con. Làm cha mẹ tỉnh thức là chấp nhận con cái là tấm gương để cha mẹ soi chiếu sự hiện diện của bản ngã của mình, để nhận thức được con người thật của chính mình. Sau mỗi chặng dừng soi gương tu sửa bản thể, cha mẹ chắc chắn sẽ đến được gần với trái tim và tâm hồn con hơn. Vấn đề còn lại là cha mẹ có dũng cảm lội tiếp dòng nước ngược, lặn sâu bên dưới phản ứng của mình để kết nối với chính nội tâm mình. Bởi cha mẹ càng hiểu rõ chính mình bao nhiêu thì càng dễ dàng giúp con hiểu rõ tâm hồn chúng bấy nhiêu. Tỉnh thức là mỗi khi hiện hữu bên con, cha mẹ chỉ tập trung gắn kết với con để luôn nhận ra tình trạng tâm thức các con mà kịp thời giúp đỡ. Trong bối cảnh hệ sinh thái của con đang có nhiều biến động liên tục, cha mẹ cần giúp con nhận ra rằng những rắc rối của cuộc đời luôn luôn có thể trở thành những bài học cảm xúc quý giá. Chỉ cần cha mẹ hướng vào chân ngã của con, cha mẹ sẽ có được cái nhìn cuộc sống từ điểm nhìn của trẻ để lắng nghe và thấu hiểu trẻ. Bây giờ, mời quý vị đến với radio số rất đặc biệt với chủ đề làm cha mẹ tỉnh thức, cũng là số cuối cùng của chuỗi dìu con vào đời. Đặc biệt là vì bên cạnh những tác phẩm, bài viết, nhạc được chọn lựa và dàn dựng khá công phu kỹ lưỡng, đội ngũ thực hiện radio số 10 này đã dành riêng một thời lượng để thỉnh nguyện thầy Minh Niệm giải đáp những băn khoăn trăn trở do các bậc cha mẹ gửi đến cho chương trình xoay quanh việc nuôi dạy con cái hiện nay. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị đến với phần phỏng vấn đặc biệt giữa MC Phan Anh và thầy Minh Niệm với chủ đề Có hiểu biết đúng mới thương yêu đúng. Con chào thầy ạ. Kính chào đại chúng, chào Phan Anh. Trước tiên thì con xin phép được thay mặt các bậc cha mẹ, thay mặt cho các thính giả của chuỗi radio dìu con vào đời, xin được gửi đến thầy và ekip thực hiện chương trình lời cảm ơn chân thành. Chúng con đã học được rất là nhiều những bài học quý giá, được truyền trao những kinh nghiệm quý báu thông qua những bài pháp thoại, những bài viết của thầy và của các tác giả khác trong chương trình. Ngày hôm nay thì con thấy mình rất là may mắn khi mà được đại diện cho các bậc cha mẹ được trò chuyện cùng với thầy để xin thầy làm sáng tỏ cho chúng con những cái băn khoăn trong cái quá trình nuôi dạy con cái, đặc biệt là trong một cái môi trường đầy biến động như hiện nay ạ. Thì thưa thầy, con thấy là trẻ em bây giờ được lớn lên trong một cái môi trường tiện nghi vật chất rất là đủ đầy. Nhiều bậc cha mẹ tự hào rằng là mình cho con cái một cuộc sống no đủ, không thiếu thứ gì cả. Thế nhưng cũng sẽ tồn tại một cái băn khoăn, đó là
làm thế nào để giúp cho trẻ có thể đối diện được với những khó khăn, những nghịch cảnh, những biến động mà rất dễ xảy ra trong đời sống, trong khi mà trẻ lại được no đủ quá như vậy ạ? Khi mà chúng ta ý thức được rằng việc hưởng thụ quá mức của con cái đã làm cho chúng trở nên yếu đuối, tức là làm cho hệ miễn dịch trong tâm hồn trở nên suy yếu, thì chúng ta phải giúp con trẻ bằng cách là cắt giảm bớt những sự hưởng thụ không quá cần thiết. Kể cả có những thứ cần thiết thì cũng nên cắt giảm bớt, làm cho trẻ sống thiếu thốn một chút. Để thứ nhất là trẻ sẽ biết trân quý những gì mình đang hưởng thụ. Vâng ạ. Thứ hai đó là hưởng thụ càng ít thì sẽ càng ít tiêu tốn nhiều năng lượng, tiêu tốn phước đức. Thứ ba đó là khi hưởng thụ ít thì những đứa trẻ đó sẽ dành nhiều thời gian và năng lượng để quan tâm tới những thứ khác hơn. Và theo đó những hạt giống hướng thiện giúp đời giúp người cũng sẽ có cơ hội được trỗi dậy. Bớt vì mình thì sẽ vì người. Dạ. Vậy thì cha mẹ phải là những người có sự thay đổi đầu tiên, đó là đủ can đảm để cắt giảm bớt việc cung cấp những tiện nghi vật chất, kể cả những tiện nghi về tinh thần như là yêu thương quan tâm quá mức, chiều chuộng quá mức. Cha mẹ có can đảm làm điều đó hay không? Vì đã là một thói quen rồi thì cũng rất khó để buông bỏ. Mình sẽ có cảm giác là thiếu thốn, thiếu trách nhiệm. Vì trước đây là mình nghĩ thế hệ trước, cha mẹ của mình đã không có thể lo cho mình đầy đủ, thì mình sẽ bù đắp lại cho con cái của mình. Nhưng mà đó là một suy nghĩ rất là sai lầm. Vì chúng ta trưởng thành được như ngày hôm nay, chúng ta có những bước đi vững chãi trong cuộc đời như ngày hôm nay, chính là nhờ có một đời sống cơ cực nhiều khó khăn, để cho bản năng sinh tồn tiềm tàng của chúng ta nó trỗi dậy, để chúng ta trở thành một con người vững chãi. Thì đối với các trẻ ngày nay đó, các cháu thì không có lỗi lầm gì đâu, là do môi trường, là do người lớn chúng ta sắp đặt ra một cái nơi mà các em không có nhiều cơ hội như là chúng ta ngày xưa để chịu đựng, để hy sinh, để chịu trách nhiệm. Vì nên là ngoài việc cắt giảm những thứ hưởng thụ không quá cần thiết đến cả những thứ cần thiết, thì chúng ta còn giúp cho các trẻ được có cơ hội thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình đối với các thành viên trong gia đình. Tức là cha mẹ và các thành viên trong gia đình cũng sẽ thực tập chịu trách nhiệm liên đới lẫn nhau. Chúng ta tạo ra nhiều dự án nhỏ cho gia đình, rồi cho dòng họ, hoặc là cho hàng xóm, cho bạn bè, cho cộng đồng và xã hội, để trẻ có cơ hội được tham gia, được chứng kiến những mảnh đời khó khăn. Còn rất nhiều trẻ trên thế giới này, trong xã hội này, trong cộng đồng này, có quá nhiều khó khăn mà các con của mình có thể chia sẻ được thời gian, công sức, hiểu biết, kể cả một chút ít tiền bạc mà các trẻ có thể dành dụm được. Tức là chúng ta làm sao để đánh thức nhiều giá trị bên trong của con mình, trong đó có lòng từ ái, trong đó có sự quan tâm hy sinh, trong đó có sự sẻ chia, và đặc biệt đó là sức chịu đựng gian khó. Khi mà đứa trẻ có được những môi trường có thể chứng kiến được những mảnh đời như vậy, thay vì chúng ta chỉ nói trên lý thuyết thôi, thì các bé sẽ không thể cảm nhận được. Và nên cho các bé có những chuyến đi xa, được cọ sát vào thực tế, được sống trong những môi trường khó khăn khác nhau. Và cuối cùng đó là giúp cho các bé đến được các trung tâm rèn luyện về thể lực lẫn tinh thần, các môi trường của quân đội, của thiền viện, có thể giúp cho các bé sống trong tinh thần kỷ luật, chăm sóc cảm xúc, chăm sóc bản thân, không phải là muốn gì được nấy nữa, mà tất cả đều phải theo nguyên tắc luật lệ. Nhờ có kỷ luật mà trẻ sẽ có được sức kiềm chế, có được nội lực. Và tất cả những điều đó nếu mà thực tập tốt thì chắc chắn là đứa bé sẽ được cải thiện. Và cha mẹ chắc chắn cũng phải đồng hành cùng với các con của mình, thì hiệu quả mới thật sự là trọn vẹn. Con cảm ơn thầy ạ. Như vậy là các bậc cha mẹ cũng không cần phải lo lắng quá. Dù là mình có cho con cái một cái môi trường no đủ, vật chất đầy đủ, thì mình cũng có cái cách để mà mình giúp cho con có thể đối diện với những nghịch cảnh. Và con xin được hỏi một câu hỏi tiếp theo. Đó là con thấy ở trẻ lứa tuổi teen, tuổi vị thành niên ấy, thì có thể nói là trẻ thường có cái xu thế
thể hiện cái cá tính riêng của mình, có cái xu thế hơi nổi loạn một chút và đôi khi là hơi đối đầu với cả cha mẹ. Từ kinh nghiệm của con cũng thấy rằng là mình gặp những cái khó khăn khi mà tiếp cận với con gái của mình. Con gái của con năm nay cũng 16 tuổi rồi, và con thấy có một câu hỏi lớn là làm thế nào để mình có thể vẫn tôn trọng con, vẫn cho con một cái khoảng trời riêng để con thể hiện cá tính, phát triển bản thân, nhưng mà mình vẫn có mặt kịp thời để giúp con định hướng nếu như con có thể có những cái sai lầm hay là vấp ngã. Thì nghĩ đây cũng chỉ là một tiến trình tự nhiên thôi. Chúng ta cũng từng đi qua tiến trình này mà. Tuổi dậy thì được gọi là tuổi nổi loạn. Thật ra thì các bé cũng không có chủ trương nổi loạn đâu, vì trong cơ thể có quá nhiều sự xáo trộn, những hormone ở bên trong tuôn vỡ ra, rồi kéo theo những hệ lụy về tâm lý mà các bé cũng không thể nào lường hết hay là xử lý hết. Điều này rất cần sự giúp đỡ của người lớn. Chúng ta đã từng đi qua, từng có kinh nghiệm rồi, thì điều đầu tiên là chúng ta phải chấp nhận. Dạ, vâng ạ. Ở cái tuổi này là phải như thế. Có thể trước đó các bé rất là ngoan, nghe lời cha mẹ, không dám cãi lại, không phản ứng, không có những tính nết kỳ cục như là bây giờ. Thì bây giờ các bé có những hiện tượng, đây chỉ là những hiện tượng như thế, thì cha mẹ phải ý thức, phải biết, phải chấp nhận, chứ không có chống lại, chứ không có mơ ước là con mình không có tình trạng này, con mình cũng phải ngoan như là trước đây. Đó là điều không tưởng, đó là những cái suy nghĩ sai lầm. Chúng ta phải chấp nhận thực tế có một tiến trình trưởng thành lớn lên của một đời người, đi qua những giai đoạn có những biến động, có những khó khăn, có những chông chênh như vậy. Và đây là lúc mà các bé rất là cần đến sự giúp đỡ của người lớn. Điều trước tiên là người lớn phải chấp nhận mà đừng có chống lại. Thứ hai nữa là cha mẹ, thay vì cố gắng đàn áp những cái tôi lừng lẫy của con, thì cha mẹ càng phải nhún nhường, thậm chí là đặt cái tôi của cha mẹ dưới cái tôi của các con. Chỉ có lắng nghe, chỉ có thoa dịu, chỉ có bao dung. Dĩ nhiên là mình không có thỏa hiệp, mình không có cắn răng chịu đựng để con mình muốn làm gì thì làm. Mình cần có nhiều sự đối thoại, gần gũi đối thoại. Và tôi nghĩ là trong một cái liên hệ tình cảm, dù là giữa cha mẹ và con cái, nếu mà chúng ta vẫn giữ được cái mức là còn có thể mở lòng ra nói chuyện được với nhau một cách rất là chân thành và thẳng thắn. Đôi khi con mình nó có hơi hỗn hào, nó thiếu kiểm soát cảm xúc của nó, nó nói những cái lời hơi khó nghe, nhưng mà đó là những gì mà ở bên trong nó đang xảy ra và nó cần trút ra bên ngoài để những người thân yêu nhất của nó, những người mà rất là an toàn, nó có thể làm được. Thì đó là điều rất là nên, rất là cần thiết, thay vì nó đi tìm một cái nơi khác. Vì vậy nên là cha mẹ cần phải nỗ lực nhiều hơn trong giai đoạn này. Có thể nói là cha mẹ phải rộng lớn hơn một chút, phải kiên nhẫn hơn một chút, thì mới có thể giúp được con cái của mình. Và rồi nó cũng sẽ đi qua, hiện tượng này rồi sẽ không còn nữa. Đừng tin rằng con mình nó bắt đầu ngỗ nghịch, bắt đầu hư hỏng, bắt đầu trèo lên đầu lên cổ của mình. Mình phải đốn hạ nó, mình phải triệt tiêu nó, mình phải quản lý được nó. Chứ không thôi là mình sẽ không còn là cha mẹ của nó nữa. Đừng có suy nghĩ như vậy, vì đây chỉ là một giai đoạn thôi. Bên cạnh đó thì cha mẹ sẽ có nhiều cuộc đối thoại, nhiều cuộc trò chuyện và gần gũi với con để con nhận được tình thương, nhận được sự dịu dàng, nhận được sự ngọt ngào, nhận được sự nâng đỡ của cha mẹ, của anh chị em. Và con mình sẽ được soi rọi vào cái tôi của cha mẹ, của anh chị em, thấy họ là những người đi trước, những người vững vàng, những người thành công, những người có vị trí trong xã hội, mà họ rất là khiêm nhường, họ rất là dễ thương, họ rất là bao dung. Thì các con cũng sẽ được học hỏi và thay đổi. Bên cạnh đó thì cha mẹ sẽ có nhiều cơ hội để giải thích cho con hiểu. Một người bước đi trong cuộc đời này có thể thành công và đứng vững được, thì ngoài tài năng ra họ còn phải có đức hạnh nữa, thì họ mới hữu dụng, mới có thể được nhiều người yêu mến
và mới có thể duy trì được những giá trị của mình và để cho chúng được lan tỏa. Đức hạnh có nghĩa là mình phải biết tôn trọng mọi người, mình phải biết chia sẻ quyền lợi đến cho mọi người, mình phải thấy được giá trị của những người xung quanh, mình phải thấy rằng mình chỉ là một phần của cộng đồng và xã hội, mình chỉ là một đóa hoa trong khu vườn của nhân loại thôi, để rồi chúng ta luôn nương tựa và tin tưởng, yêu thương lẫn nhau. Chúng ta phải làm sao để tưới tẩm những giá trị đó vào trong mảnh đất tâm đang rất là cần được nuôi dưỡng của con cái. Mà điều có thể chứng minh hay là tưới tẩm một cách hiệu quả nhất đó chính là thân giáo, đó là đời sống thật của cha mẹ, của gia đình. Con cảm ơn thầy rất là nhiều. Những lời chia sẻ của thầy làm cho con cũng thấy mình sáng ra hơn và thấy yên tâm hơn ạ. Có một điều mà con thấy băn khoăn ạ. Tại sao cái mối quan hệ thương yêu giữa cha mẹ và con cái nó lại có thể trở nên nhiều mâu thuẫn và thậm chí là căng thẳng, tệ hại trong cái khoảng thời gian mà con cái bước vào lứa tuổi vị thành niên ạ? Và con nhận thấy rằng là có nhiều gia đình thì khi mà cha mẹ đã ở tuổi già rồi và con cái họ đã trung niên rồi thì cái mâu thuẫn này nó vẫn còn kéo dài. Thưa thầy, là vì sao ạ? Khi mà chúng ta xác định là con mình đang trong một giai đoạn khó khăn, thay vì chúng ta gọi những cái tên khác như là con mình đang ngộ nghịch, con mình hư, con mắc phạm nhiều lỗi lầm, thì mình sẽ có một thái độ rất khác đối với con. Khi mình biết con có khó khăn thì mình chỉ muốn giúp đỡ, chứ mình đâu có muốn trừng phạt, đâu có muốn gây thêm áp lực cho con nữa. Dạ, con cũng thấy thế ạ. Nhưng mà vấn đề ở đây là chỉ có mỗi bên phía con có khó khăn, còn bên phía cha mẹ có khó khăn không? Nếu mà khó khăn của cha mẹ cũng tương đương với con hoặc là lớn hơn cả khó khăn của con nữa, thì dĩ nhiên là không thể nào giúp đỡ được con, rất là khó để chấp nhận con. Vậy nên là nếu cha mẹ ít khó khăn hơn con, hoặc là biết mình cũng đang có khó khăn nhưng mà tranh thủ giải quyết, vì mình là người lớn mà, mình phải bao dung cho người nhỏ, mình phải tìm mọi cách để ôm lấy con của mình. Có dung kẻ dưới mới là lượng trên, đó là câu của cụ Nguyễn Du. Và mình phải dọn dẹp rác rến, mình phải mau chóng để hồi phục năng lượng, để trở thành một cái người rộng lớn nhất khi mình xuất hiện bên con, vì con đang có khó khăn. Có thể những đứa trẻ ngày nay khi mà ở tuổi dậy thì chúng sẽ bộc lộ nhiều năng lượng tiêu cực hơn, mạnh mẽ, quyết liệt hơn, thể hiện cái tôi lừng lẫy hơn. Chúng đòi tự do, chúng đòi quyền kiểm soát bản thân, chúng tự tung tự tác, chúng chẳng nghe lời gì người lớn cả, không có cả nể như là những thế hệ trước. Một phần là do ảnh hưởng văn hóa Tây Phương, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận thôi, vì đó là tình trạng chung của xã hội mà. Đúng là cha mẹ ngày nay phải chật vật, phải khó khăn hơn rất nhiều trong việc nuôi dạy con so với các bậc cha mẹ ngày xưa. Nhưng mà nếu cha mẹ thật sự là yêu thương con, ý thức rất rõ tình trạng của con, biết rằng con cần có sự giúp đỡ, thì cha mẹ phải là người có khả năng giúp đỡ. Trong đó ngoài tình thương yêu ra thì cha mẹ phải có hiểu biết về tâm sinh lý của các bạn trẻ ở tuổi dậy thì. Cha mẹ phải có khả năng đối thoại rất là sâu với con để có thể hiểu được những khó khăn bên trong của con, cũng như là những ước vọng, những hoài bão, những lý tưởng của con. Bên cạnh đó thì cha mẹ nên kết nối với những bậc phụ huynh khác cũng có tình trạng tương tự như mình. Trước hết là tìm được sự cảm thông, sự sẻ chia, sự nâng đỡ tinh thần. Bên cạnh đó thì các con của mình cũng có cơ hội được tiếp xúc sâu, được cọ sát, được thấu cảm các bạn bè cùng lứa với mình. Qua đó mà các con của mình cũng hiểu được bản thân và sẽ điều chỉnh được phần nào. Chúng ta cần tạo ra một môi trường, một cộng đồng như thế để cùng thấu cảm, cùng nâng đỡ lẫn nhau. Như vậy thì áp lực đỡ dồn về phía mình. Mình phải tin vào sức mạnh của cộng đồng, của tình thương lớn, để rồi cha mẹ ngày mỗi ngày sẽ hoàn thiện bản thân hơn nữa, trưởng thành trong vai trò làm cha mẹ, để rồi cha mẹ sẽ không còn hoặc là bớt đi những đòi hỏi không cần thiết. Kể cả những đòi hỏi có cần thiết đi chăng nữa thì cũng phải chọn đúng thời điểm. Đây là giai đoạn khó khăn,
con cần sự giúp đỡ hơn là phải thực hiện cái này cái kia cho mình. Cha mẹ cũng sẽ bớt đúng với sai, và thay vào đó thì cha mẹ sẽ có sự thấu cảm và yêu thương con mình hơn. Cha mẹ ý thức rằng là dù con mình có như thế nào thì mình cũng không được bỏ rơi, cũng không được tránh né. Và đừng để bất cứ giai đoạn nào trong quá trình lớn lên của con mà mình phải bỏ lỡ sự kết nối hay là yêu thương, hoặc là thiếu đi trách nhiệm đối với con mình. Để rồi khi đứa bé đi vào đời có rất nhiều hành trang để mang theo, trong đó có tình yêu thương rộng lớn, sự bao dung độ lượng của cha mẹ chúng khi mà chúng đã đi qua những giai đoạn vô cùng khó khăn mà bản thân chúng không thể tự vượt qua được. Con cảm ơn Thầy đã giúp chúng con sáng tỏ. Và con thưa Thầy, con thấy có một cái quan niệm của một số bậc cha mẹ cho rằng là khi mà con cái đến với đời mình thì một là trả nợ, hai là để đòi nợ cha mẹ, tương đương với khái niệm là con ngoan hay con hư ạ. Thì có nhiều người dựa vào kinh điển nói rằng là Đức Phật đã dạy rằng có ba loại con: ưu sanh, tùy sanh, liệt sanh. Và dựa vào cái quan điểm này thì nhiều gia đình khi mà con cái mà ngỗ nghịch, trái tính trái nết, thì nếu cha mẹ mà có nỗ lực để giúp con chuyển hóa nhưng không làm được thì họ cũng buông tay và chấp nhận rằng là đây là con cái đến với mình để trả nợ. Thì con thưa Thầy, không biết là mình nên hiểu cái lời dạy của Đức Phật như thế nào ạ? Và trong cái trường hợp là nếu mà cứ cho là có một đứa con liệt sanh đi ạ, thì cha mẹ phải làm gì để giúp cho mình bớt đau khổ và cũng là giúp cho con cái bớt đau khổ ạ? Chúng ta thường hay có thói quen là khi mà những người thân yêu của chúng ta không còn mang lại những giá trị cho chúng ta nữa, họ mắc phạm sai lầm, họ gây tổn hại cho chúng ta, thì chúng ta than trời trách đất, chúng ta nói rằng chúng ta bất hạnh, chúng ta kém may mắn, chúng ta bị trời đày nghiệp quật hả? Để mình có được những người thương yêu như vậy. Trong khi trước đó, những đối tượng thương yêu của chúng ta đã từng mang lại cho chúng ta rất nhiều giá trị, thì chúng ta hạnh phúc hả hê, chúng ta tung hô, chúng ta cho rằng mình là người hạnh phúc nhất ở trên đời, trời đã rất là thương yêu mình. Cũng là chúng ta đó, cũng là đối tượng thương yêu của chúng ta đó, nhưng mà chúng ta có hai thái độ khác nhau. Đó là phản ứng rất là tầm thường, không phải là một thứ tình thương đích thực. Mình có hưởng rồi thì mình phải có chịu chứ. Khi mình đến trong cuộc đời này cũng vậy, mình đã đón nhận những điều như ý rất nhiều rồi thì mình cũng phải hoan hỷ, dễ thương chấp nhận những điều bất như ý. Chứ lẽ nào mình chỉ muốn có những điều như ý thôi, còn những điều bất như ý mình để cho ai? Con của mình đã từng thụ hưởng trên con của mình mà, có không? Mình có dám thừa nhận là mình đã từng ao ước có con, chứ con có phải ao ước có mình đâu? Con có mong muốn đến cuộc đời này đâu, làm sao con biết được điều đó? Mình đã khát khao, mình đã tìm mọi cách để tạo ra con, và đất trời đã ủng hộ, đã nâng đỡ cho quyết định đó. Dạ. Để rồi mình khát khao được làm cha mẹ, rồi mình được làm cha mẹ, mình được ấm bồng, mình được vuốt ve, chiều chuộng, nựng nịu, hung hít, thể hiện không biết bao nhiêu thứ cảm xúc trên con, còn đem con ra để khoe mẹ, để hãnh diện, để tự hào. Có những đứa con còn phải phục vụ cả thời gian, năng lượng, tinh thần, thể chất, kể cả phải đi kiếm tiền để nuôi cha mẹ. Mà khi mà con mắc phạm sai lầm, con không kiểm soát được bản thân, con không vượt qua nổi những hạn chế khó khăn của mình, thì lập tức cha mẹ sẽ phản ứng kịch liệt, đòi hỏi con mình lúc nào cũng phải tốt, cũng phải xịn nhất có thể. Cha mẹ sẽ không chấp nhận được những đứa con hư, làm như cha mẹ không có hư vậy, cha mẹ không có những khó khăn vậy. Có những người nói rằng là tôi không chấp nhận những cái yếu kém hay là những cái điều sai trái mà tôi đã lỡ gây ra, làm như họ là thánh nhân vậy. Trong họ còn tham sân si, còn bản ngã to đùng, còn nhiều năng lượng tiêu cực, thì trước sau gì nó cũng sẽ bộc lộ ra. Kể cả một người tu luyện lâu năm thì vẫn có những sai sót, và phải chịu trách nhiệm cho những cái sai sót đó. Khi mà mình chấp nhận được bản thân mình có những ưu điểm và khuyết điểm, thì mình mới chấp nhận được người khác, những người thân yêu của mình
cũng có những ưu điểm và khuyết điểm. Làm sao mình nói rằng là mẹ hay là cha không thể chấp nhận những sai trái của con, trong khi con cũng phải có những sai trái chứ. Mà nếu mình không chấp nhận thì đứa trẻ nó sẽ làm sao? Nó sẽ căng não ra, nó sẽ nỗ lực hết mức mình trong thời gian sống với cha mẹ, thật là ngột ngạt, thật là mệt mỏi, thật là đau đớn, để mà đừng cho những yếu kém bộc lộ ra. Hoặc là có những đứa trẻ nó sẽ sống một cách rất là giả dối, nó sẽ bộc lộ những yếu kém của nó ở một nơi khác. Khi trở về gia đình nó sẽ trình diễn cho người lớn thấy, nó rất là ngon lành, nó rất là ổn, nó không có vấn đề. Cha mẹ có muốn như vậy không? Hay là để con cái xem cha mẹ là người thương yêu nhất ở trên đời, sẽ không bao giờ phán xét hay là trừng phạt chúng? Để con cái xem gia đình là một cái nơi an toàn, đáng tin tưởng nhất, để con cái bộc lộ hết những khó khăn. Và chúng ta thôi đi, bỏ đi cái thói quen không có dễ thương, đó là khi hưởng thì im re, hoặc là sung sướng, hoặc là thỏa mãn mà không nhớ, để rồi khi mà mình phải chịu một chút trách nhiệm, một chút khó khăn về chính đối tượng mà mình đã từng hưởng thụ, thì gầm rú la hét, phản ứng rầm rầm. Mình cũng thôi đi cái thói quen là luôn đề cao bản thân mình, chỉ gắn kết, chỉ liên hệ với những gì tốt đẹp thôi, còn những gì không tốt đẹp thì không thuộc về mình. Điều đó nó không thực tế, nó không chân thật, nó không có khai minh được trí tuệ cho chúng ta, nó không có mở ra được con đường sáng đẹp cho chúng ta. Trong một con đường sáng đẹp như là chân thiện mỹ, chúng ta phải học cách chấp nhận bản thân rất là nhiều. Một người đang bước đi trên con đường chân thiện mỹ là một người vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều bóng tối bên trong, nhưng mà họ nỗ lực từng ngày để vượt qua những giới hạn của mình. Và may mắn thay, hạnh phúc thay cho những đứa trẻ được sống chung với những bậc cha mẹ có lòng bao dung rộng lớn, có sự hiểu biết rằng cha mẹ sẽ sẵn sàng chấp nhận những khó khăn của con, sẽ không lên án, sẽ không kỳ thị, sẽ không có trừng phạt. Thay vào đó, cha mẹ sẽ đồng hành cùng với con, tìm mọi cách để giúp con vượt qua mọi khó khăn trên mọi nẻo đường. Con cảm ơn thầy và xin mời thầy đến với một câu hỏi khác mà con nghĩ rằng khá là thời sự hiện nay. Con thấy trên một số diễn đàn của cha mẹ thì có những bậc cha mẹ đã rất là hốt hoảng khi phát hiện hoặc khi mà thấy con cái của mình chia sẻ rằng là mình đồng tính. Và có nhiều bậc cha mẹ thì đi tìm cách để điều trị cho con cái, và họ cho rằng những cái đồng tính là những cái biểu hiện lệch lạc, và đây là một cái căn bệnh có thể lây. Có người thì có những cái hành vi rất là cực đoan để ngăn chặn cái xu hướng tính dục của con cái mà họ cho là lệch lạc. Và mới đây thì Bộ Y tế đã có văn bản xác nhận là đồng tính hoàn toàn không phải là bệnh, không thể chữa, không cần chữa, và cũng không thể làm cách nào thay đổi được. Và Tổ chức Y tế Thế giới thì cũng đã chính thức loại bỏ đồng tính ra khỏi danh sách bệnh từ những năm 1990. Vậy thì thưa thầy, khi mà một đứa trẻ đã dũng cảm nói với mọi người rằng, nói với cha mẹ rằng con đồng tính, thì làm cách nào để giúp cho cha mẹ có thể chấp nhận, có thể đón nhận cái xu hướng tính dục này của con, để tránh cho những bậc cha mẹ khỏi những cái nỗi khổ niềm đau và không gây tổn thương cho con cái ạ? Trước hết là rất là cảm thông chia sẻ với các bậc cha mẹ có con mình có giới tính đặc biệt khác thường, đồng tính. Vì bất cứ cha mẹ nào trên thế gian này cũng mong muốn con mình có một giới tính bình thường, để rồi lập gia đình, sinh con, đẻ cái, nói giỏi. Không phải chỉ ở văn hóa Đông Phương thôi mà văn hóa Tây Phương cũng thế. Tuy nhiên là chúng ta không thể biết hết bí ẩn của vũ trụ khi mà tạo ra nhiều tác phẩm đặc biệt khác nhau. Thật ra mà nói, trên đời này thì có rất nhiều hiện tượng khác thường mà chúng ta có thể chưa biết hết được. Dù rằng trong bản chất thì chúng ta đều là con người, đều khát khao được sống, được yêu thương, được chấp nhận, được có cơ hội cống hiến, được đóng góp những giá trị của mình cho cuộc đời này. Nhưng mà đứng về mặt hiện tượng thì sẽ rất là khác biệt, sẽ không ai giống ai. Và mỗi một cái phiên bản như thế sẽ không bao giờ là phiên bản lỗi của vũ trụ cả. Tất cả là
đều từ bàn tay sắp đặt của vũ trụ. Nó có lý do hết. Dạ vâng ạ. Thế thì phải làm sao ạ? Và các bậc cha mẹ cũng là những người bình thường, không phải là những người phi thường. Cho nên không thể nào dễ dàng chấp nhận một cái sự khác biệt nào đó. Nhưng mà nếu cha mẹ sinh ra một đứa con khuyết tật thì sao? Thí dụ khuyết tật trên cơ thể như là về mắt khiếm thị, hay là về tai khiếm thính, hoặc là tai chân, thì chắc chắn là cha mẹ cũng sẽ rất là đau khổ. Và cha mẹ cũng sẽ từ từ học cách chấp nhận. Theo thời gian rồi cha mẹ cũng sẽ thấy điều đó là bình thường. Mặc dù đôi lúc cũng sẽ có sự tủi thân, cũng mong muốn con mình được bình thường. Nhưng mà vốn sinh ra đời như vậy rồi thì không thể thay đổi được. Thì về giới tính cũng thế. Cho đến bây giờ thì không còn chối cãi nữa. Về sự đồng tính, đó là một điều rất là tự nhiên. Nó không phải là một thứ bệnh. Nó là một điều rất là tự nhiên trong cấu trúc của thân tâm mà trời đất đã thiết kế. Thay vì nó thương yêu một người khác giới tính, thì nó lại thương yêu một người đồng tính. Thật sự mà nói thì người đồng tính cũng có những cái tâm lý đặc biệt khác thường hơn là một người bình thường. Theo tôi biết thì họ rất là mẫn cảm, rất là dễ xót thương, dễ rung động. Họ có tình thương yêu với mọi người rất là rộng lớn và rất là dễ dàng. Họ có nhiều khả năng về nghệ thuật hay là một số lĩnh vực khác, mà lĩnh vực nào họ có năng khiếu rồi thì rất là vượt trội, rất là sâu sắc, có thể đi tới đỉnh cao. Họ có rất nhiều cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Họ có nhiều đức tính quý giá. Chỉ có về mặt giới tính thì họ sẽ gặp khó khăn rất là lớn. Đó là đầu tiên, họ phải chấp nhận cái sự đặc biệt khác thường của mình trong giai đoạn tuổi thơ, khi phát hiện ra giới tính của mình. Rồi sau đó họ phải rất là kín đáo để mà gìn giữ cái giới tính của mình, đừng để cho người lớn phát hiện. Họ phải qua nhiều giai đoạn để che đậy bản thân. Những đứa trẻ nào may mắn được cha mẹ có hiểu biết đúng về giới tính, có sự cởi mở trong lòng và sẵn sàng đón nhận con mình come out, tức là công khai về giới tính ra, khi mà họ đã có cái nghi ngờ đó, thì đứa trẻ đó đỡ phải bị mệt mỏi, đau khổ, thậm chí là tổn thương về tâm lý. Còn hầu hết những đứa trẻ trên thế gian này có giới tính đặc biệt như thế thì đều rất là đau khổ, rất là dễ bị tổn thương, rất dễ bị trầm cảm hay là rơi vào một số hội chứng tâm lý nào đó. Và đứa bé đó bước vào cuộc đời này đầy sợ hãi, đầy phản ứng tự vệ trước những cái nhìn soi mói của những người xung quanh. Đáng tiếc là những người thân yêu nhất của chúng, đặc biệt là cha mẹ, đã không thấu hiểu, đã không chấp nhận, đã không ủng hộ, đã không đứng về phía con của mình, thậm chí là chống đối con mình cả đời, làm cho tình nghĩa vốn rất là thiêng liêng, sâu đậm trở thành hai phe đối nghịch nhau mãi mãi. Đó là điều vô cùng đáng tiếc. Dạ, đúng rồi ạ. Trong trường hợp này thì ai khổ hơn ai? Cha mẹ khổ hơn hay là con cái khổ hơn? Cha mẹ khổ là vì cha mẹ có sự kỳ thị, cha mẹ thiếu sự hiểu biết, cha mẹ còn nghĩ đến bản thân mình nhiều, còn sợ bị cười chê, còn lo cho danh dự, sĩ diện. Chứ mà nếu cha mẹ bỏ qua tất cả những thứ đó, cha mẹ sinh con ra không phải để biến con mình trở thành một cái vật phục vụ cho mình. Sinh con ra không phải với mục đích là để con mình sau này phải làm cái này cái kia cho mình, như là phải sinh con cái, như là phải trả hiếu, như là phải nối dõi tông đường, vân vân. Sinh con ra là vì con, tạo mọi điều tốt đẹp nhất cho con, miễn làm sao con mình có bình an, có hạnh phúc, có yêu thương, có một lối sống đẹp, có ý nghĩa, có giá trị cho cuộc đời là tuyệt vời lắm rồi. Nếu mà cha mẹ giữ được cái quan điểm đó, sống trong quan niệm đó, thì chắc chắn là cha mẹ sẽ không đau khổ, thậm chí là cha mẹ sẽ giúp đỡ một đứa con có giới tính đặc biệt rất rất là nhiều. Vì một đứa trẻ đồng tính nó rất là nhạy cảm, nó rất là cần tình thương yêu, mà bao giờ cũng cảm giác bị thiếu hụt, là vì không đến gần được cha mẹ, không có thể hiện được cảm xúc của mình cho cha mẹ. Thành ra nó chôn giấu bên trong một cái nhu cầu được yêu thương rất là vĩ đại. Để rồi khi mà nó thương yêu ai rồi, nó sẽ đem hết tình cảm đó cho người thương yêu đó,
và nó có nguy cơ nghiện ngập hay là mắc kẹt vào, vướng mắc vào đối tượng thương yêu. Và việc mà mất tự chủ trong tình cảm, trở thành nạn nhân trong các mối liên hệ tình cảm, không được thỏa mãn trong các mối liên hệ tình cảm, hay là không có được tình thương chân thật cũng từ lý do đó. Dạ. Cho nên nếu mà cha mẹ nhận ra rằng con mình mới là kẻ đang đau khổ nhất, cần được giúp đỡ chứ không phải là mình, thì cha mẹ phải sớm vượt qua cái khó khăn này. Đầu tiên là phải đi tìm hiểu về đồng tính. Chúng ta cần có những nhóm của các bậc cha mẹ có hoàn cảnh tương tự để được pháp đàm, để được chia sẻ, để được học hỏi lẫn nhau rất nhiều. Trong đó có việc là thấu cảm, nâng đỡ tinh thần lẫn nhau. Sau đó chúng ta sẽ dành nhiều thời gian để quan sát con, để hiểu đời sống của một người đồng tính, về xu hướng tính dục của họ như thế nào. Và chắc chắn trong đó chúng ta cũng cần giúp con kiểm tra nhiều lần qua các chuyên gia tâm lý, xem là con mình là đồng tính thật hay là một sự ngộ nhận. Nếu đã là đồng tính thật rồi thì mình phải học cách chấp nhận thôi. Hôm nay không chấp nhận được thì ngày mai, ngày kia, càng sớm càng tốt, để thu gần cái khoảng cách với con, để có nhiều cơ hội đồng hành giúp đỡ con mình hơn là để con mình lạc lõng cô đơn và đau khổ. Tất cả những đứa con trong cuộc đời này đều xứng đáng được cha mẹ thương yêu và nâng đỡ. Không có đứa trẻ nào đáng bị kỳ thị, bỏ rơi hay là ghét bỏ cả. Đó là giá trị nhân văn mà chúng ta cần được duy trì và phát triển không ngừng. Con hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi của thầy thì cũng giúp cho nhiều bậc cha mẹ có con cái đồng tính sẽ mở lòng mình ra hơn và đón nhận con cái, yêu con một cách trọn vẹn. Còn bây giờ thì con cũng xin thầy tiếp tục chia sẻ những bài thực tập nào để giúp cho những cái bậc cha mẹ mà bận rộn ở trong đời sống ạ. Và con thấy phần lớn bây giờ cha mẹ rất là bận rộn ạ. Thì làm thế nào để giúp cho những bậc cha mẹ này có thể lấy lại được những cái năng lượng mà họ đã bị cạn kiệt vì những sự bận rộn ở trong đời sống đó, để họ có thể cân bằng mà kịp thời có mặt cho con cái của mình một cách trọn vẹn ạ? Cách hay nhất là cha mẹ làm cho mình bớt bận rộn. Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Tại sao cha mẹ phải bận rộn nhiều như thế? Có những sự bận rộn thật sự là xứng đáng, vô cùng cần thiết. Nhưng mà có những sự bận rộn là do chúng ta đặt ra những mong muốn dư thừa, không cần thiết. Phần lớn nó đến từ những nỗi sợ, những lo lắng thái quá. Có khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải lao ra ngoài kiếm thật là nhiều tiền, mang lại nhiều tiện nghi vật chất, kể cả danh dự, quyền bính, để đảm bảo một sự trưởng thành của các con mình an toàn, vững chãi. Nhưng mà đó không phải là một sự thật. Không phải là một sự thật là vì có khi mình nghĩ như thế, nhưng sâu thẳm bên trong là vì mình nghiện làm việc, mình thích kiếm tiền, mình thích thể hiện uy quyền, giá trị của mình ở ngoài kia hơn là trở về nhà để chơi với con, để làm những cái việc mà nó không có nhiều kỹ năng, không có nhiều kinh nghiệm lắm. Đó là làm cha mẹ. Và có khi là vì mình nghĩ tất cả những giá trị đó sẽ làm cho đời sống của con trở nên tốt đẹp hơn. Dĩ nhiên, trong một chừng mực nào đó thì là như thế. Nhưng mà tổng thể thì không phải đâu. Con mình cần nhiều giá trị lắm, chứ không phải chỉ có những thứ tiện nghi vật chất đó đâu. Cần lắm sự có mặt của cha mẹ, cần lắm sự thư giãn thoải mái, bình yên của cha mẹ, cần lắm những năng lượng tích cực, yêu thương, lòng bao dung của cha mẹ, cần lắm những cái hiểu biết, những kinh nghiệm sống quý giá mà cha mẹ chỉ có thể trao truyền cho con một cách thấm đẫm nhất khi mà cha mẹ có mặt trọn vẹn cùng với con. Cho nên cha mẹ rất là cần nhìn lại để có thể cắt bỏ bớt những mong cầu nào thật sự là không quá cần thiết, để thực tập trở thành một người bớt bận rộn, thay vì mình quá tự hào hoặc là mình chủ trương sống trở thành một người càng bận rộn thì càng tốt. Dạ. Bên cạnh đó thì cha mẹ cũng cố gắng để thực tập thiền, thực tập chánh niệm trong bất cứ công việc nào, từ những công việc lớn đến những công việc nhỏ như là sinh hoạt cá nhân. Phải có sự thư giãn, phải có sự cảm nhận, phải có sự thảnh thơi, đừng để mình bị cuốn vào công việc quá nhiều, cuốn vào sự thành bại. Hãy xem mỗi việc mình làm là một cơ hội để sống sâu sắc, một cơ hội để cảm nhận đời sống, một cơ hội để mang
những giá trị tốt đẹp trong người mình ra chia sẻ với những người xung quanh. Thì như vậy mình cũng sẽ nhận được rất nhiều năng lượng trong quá trình làm việc. Kiểu như làm như chơi ấy mà. Làm nhưng mà không có làm, không có mắc kẹt vào những cái làm. Và cuối cùng là tranh thủ mọi cơ hội để được trở về với chính mình, để được thở, để được thư giãn, để được buông xả, để được an trú vững vàng trong hiện tại. Với tất cả những nỗ lực đó thì chắc chắn là khi mình xuất hiện với con, mình có ý thức rằng mình mang cái giá trị gì đến cho con, mang năng lượng nào cho con, thì mình sẽ làm được điều đó. Còn khi mình không có ý thức được cái việc những giá trị, những năng lượng của mình nó có ảnh hưởng đến con, hoặc là mình cũng không có ý thức là mình sẽ quay về nuôi dưỡng con, mình cứ lao ra bên ngoài, mình cứ kẹt vào sự bận rộn đó, thì chắc chắn là con mình sẽ không nhận được những giá trị nuôi dưỡng của mình. Con mình ở bên mình nhưng mà nó cứ héo hon, cằn cõi, như là một cái khu vườn mà không được ai chăm sóc hết vậy, thì rất là tội nghiệp. Con xin được cảm ơn những chỉ dẫn rất là quý báu của thầy cho những bậc cha mẹ có một đời sống bận rộn. Vậy còn với những bậc cha mẹ mà ngoài cái đời sống bận rộn ra thì họ còn đang có những cái khó khăn về tâm lý thì sao ạ? Làm cách nào để có thể giúp họ khôi phục lại được cái sức khỏe tinh thần trong khi họ vẫn phải bận rộn với đời sống và phải gánh vác một cái trách nhiệm làm cha mẹ rất là nặng nề? Đối với các bậc cha mẹ mà có khó khăn về tâm lý thì việc nuôi dạy con sẽ khó khăn hơn là các bậc cha mẹ bình thường. Chúng ta phải thừa nhận điều đó. Dạ, con cũng thấy thế ạ. Theo đó thì sự nỗ lực cố gắng của các bậc cha mẹ có khó khăn về tâm lý phải nhiều hơn. Nỗ lực ở đây có nghĩa là làm sao để mình giữ được sự quân bình, giữ được một nguồn năng lượng tích cực liên tục cho con và cho mình. Theo cách này thì chúng ta sẽ chấp nhận một đời sống không có nhiều tiện nghi vật chất. Chúng ta phải chấp nhận bớt nắm bắt, thậm chí là thiếu trách nhiệm bổn phận với một số đối tượng hay là một số công việc nào đó. Chúng ta hiến tặng cho mình một giai đoạn được làm một bà mẹ hay là một người cha để thảnh thơi, thư giãn, bình an. Chúng ta có thể thương lượng với người bạn đời của mình hay là cha mẹ lớn của mình, những thành viên trong gia đình, là hãy nâng đỡ cho mình một cái cơ hội đó, một năm, hai năm, để mình được sống trong một cái nguồn năng lượng mình tự chủ được. Có thể trong một hai năm đó mình sẽ ít làm kinh tế hoặc là không làm kinh tế, để dành thời gian chăm sóc bản thân tốt nhất, từ sức khỏe, thể chất đến tinh thần. Làm sao để lúc nào mình cũng có thể mỉm cười được, thư giãn được, an trú trong hiện tại. Làm sao để mình có thể kết nối với mọi người một cách rất là dễ dàng, thoải mái, mà không để cho những con quái thú như là rối loạn, lo âu, trầm cảm trong người mình nó bước ra thường xuyên và khống chế. Để rồi khi mình có mặt bên con, nhất là những đứa trẻ còn rất là nhỏ, còn nằm trong vòng tay của mình, hoặc là trước tuổi dậy thì, một giai đoạn rất là nhạy cảm, rất là dễ tiếp thu tất cả những dữ liệu đi ngang qua và hình thành những cái vết thương bên trong. Thì những người cha, người mẹ vốn có những vết thương bên trong, khi mà xuất hiện trước con mà có thể quản chế được năng lượng của mình, chỉ có thể xuất hiện với con khi mình thật sự là tích cực ha. Khi mình thật sự là dễ thương, khi mình có thể ứa ra nhiều giá trị an lành cho con. Còn khi mà thấy mình căng thẳng, khi mình đang bị con quái thú nó giật dây, khi bên trong bất ổn rồi, thì dù là một bà mẹ rất là cần có mặt bên con trẻ thì cũng phải học cách rút lui, lánh mặt một thời gian ngắn để quay về hàm dưỡng, quay về chăm sóc cảm xúc của mình. Để làm được điều đó thì chắc chắn cha mẹ phải bớt bận rộn hoặc là không bận rộn, phải trao lại những trách nhiệm lớn cho những người thân yêu khác giúp đỡ. Xem như là một giai đoạn đặc biệt mà mình phải gánh hai trách nhiệm, vừa phải chữa lành vết thương bên trong mà vừa phải hoàn thành xuất sắc cái vai của một người mẹ hay là một người cha đích thực. Trong cuộc sống đôi khi chúng ta phải biết linh hoạt như vậy, phải đủ can đảm, đủ tình thương yêu để làm điều đó. Vâng ạ. Và thưa thầy, một câu hỏi cuối cùng ạ. Khi mà cha mẹ đã xác định được cái việc là mình phải ưu tiên là bồi dưỡng cho đời sống tinh thần, vun đắp cho đời sống tinh thần và hướng gia đình của mình đi theo cái con đường này, thì đâu sẽ là những cái bước đầu để giúp họ hiện thực hóa cái nguyện vọng này ạ?
Điều quan trọng là chúng ta phải có một con đường. Dạ vâng ạ. Các bậc cha mẹ nếu như đã ý thức được rằng chúng ta có mặt trong cuộc đời này để sống một đời sống thật là sâu sắc, có ý nghĩa, có giá trị, thì theo đó chúng ta sẽ không có cần phải đi theo dòng chảy của đời sống, của đám đông. Trên thế giới này cũng có rất là nhiều người, nhiều bậc cha mẹ luôn luôn tìm tòi những con đường tốt nhất cho con cháu của mình. Và chính cha mẹ cũng được trải nghiệm ở trong đó. Ở Mỹ có nhiều bậc cha mẹ rất là giàu có, rất là thành đạt, rất là nổi tiếng. Nhưng mà họ từ giã thành phố lớn, từ giã địa vị, từ giã hào quang để rút về miền quê. Họ thành lập những cộng đồng nhỏ, liên kết với nhau. Những người cùng chí hướng, đó là sống một đời sống rất là tối giản, gần gũi với thiên nhiên, tạo ra một cộng đồng rất là hài hòa, rất an lành, giàu giá trị. Và những đứa trẻ lớn lên trong môi trường đó như là ở trong cõi thần tiên, chỉ biết tới những điều tốt đẹp thôi. Mỗi ngày được tiếp xúc, được dưỡng nuôi bởi nhiều giá trị an lành. Thì điều đầu tiên đó là cha mẹ phải có con đường. Điều kế tiếp đó là phải tạo dựng được những cộng đồng từ nhỏ cho tới lớn, để truyền cảm hứng cho nhau, để nâng đỡ tinh thần cho nhau, rồi học hỏi điều chỉnh dần, để rồi mình có được một môi trường như là mình mong muốn. Chúng ta biết rất rõ là con người chịu ảnh hưởng rất lớn từ môi trường, kể cả người lớn, chứ đừng nói gì là trẻ con. Vì vậy cho nên bên cạnh việc chúng ta trao truyền cho con nhiều giá trị, từ kiến thức, kinh nghiệm đến cả tình yêu thương, thì chúng ta phải tạo dựng được những môi trường cần thiết cho con. Chỉ có khi chúng ta có được một cộng đồng, một đám đông người cùng đi về hướng đó, đó thì chúng ta mới đủ niềm tin vững chắc là chúng ta sẽ cùng với con cái bước đi an toàn vững vàng trên con đường mà chúng ta đã chọn. Dạ. Và chúng ta biết chắc rằng là con đường này sẽ rất là nhiều thử thách, nhiều cam go. Và có lúc chúng ta sẽ hoang mang, hoài nghi là không biết quyết định của mình có đúng hay không. Vì vậy việc kết nối với những người cùng chí hướng, các cộng đồng khác cùng chí hướng với chúng ta trên thế giới là điều vô cùng cần thiết, để chúng ta thấy mình không quá lẻ loi. Và hãy vì những đứa trẻ khác trên thế gian này, chứ không phải chỉ những đứa con của chúng ta, mà tạo dựng ra, cố gắng hy sinh, cố gắng vượt qua mọi khó khăn để tạo dựng ra được những cộng đồng thật sự là lành tính, để cùng nhau phát triển những giá trị chân thiện mỹ, để làm sao có được hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây, để làm sao chúng ta thấy được việc chúng ta có mặt trong cõi đời này, việc các con, các cháu có mặt trong cõi đời này thật sự là ý nghĩa và giá trị. Đó là điều mà tất cả chúng ta người lớn, đặc biệt là các bậc phụ huynh, phải có trách nhiệm, phải cùng nhau làm để mở đường cho con cháu bây giờ và trong tương lai. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn Phan Anh rất nhiều. Con cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Những chỉ dẫn của thầy đã soi sáng cho chúng con ạ, giúp cho chúng con có những cái sự tỉnh thức, và chắc chắn sẽ làm cho hành trình làm cha mẹ của chúng con đỡ va vấp nhiều hơn và giúp con cái đỡ bị tổn thương hơn ạ. Một lần nữa, con kính chúc thầy và ekip thực hiện chương trình sức khỏe và sẽ tiếp tục những dự án rất là cần thiết, rất là hữu ích cho cộng đồng ạ. Con xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Rộn vang tiếng hát, niềm tin bao la
mẹ viết trang đầu, vầng trăng lên cao trong sáng một màu. Ơi con gà rừng nào gáy đâu đây, em nghe lòng mình niềm vui đong đầy. Nhắn tin ba la mẹ viết trang đầu, viết trang đầu, vầng trăng lên cao trong sáng một màu. Ơi con gà rừng nào gáy đâu đây, em nghe lòng mình niềm vui đong đầy. Ơi con gà rừng nào gáy đâu đây, em nghe lòng mình niềm vui đong đầy. Cuộc sống hiện đại giống như một dòng chảy tất bật với mưu sinh và trách nhiệm. Do vậy mà tuy mỗi thời có những khó khăn, thách thức riêng, một người ghé vai đảm nhiệm vai trò làm mẹ ở thời nay đứng trước nhiều sự trộn rộn bất an hơn bao giờ hết. Chúng ta sẽ dễ dàng bị cuốn theo những đợt thăng trầm, xoay vòng vùi dập của cuộc sống nếu không có ý thức chủ động quay về kết nối sâu hơn với những phút giây bình yên trong thực tại. Bởi chính trong sự kết tinh của từng giờ khắc đó, con chúng ta đang từng ngày lớn lên và chẳng bao lâu mà trưởng thành để rời khỏi vòng tay gia đình. Tuy không ai kéo dài được thời gian, nhưng khi ta sống chậm lại trong chính dòng hối hả của mọi thứ xung quanh, ta sẽ được trải nghiệm và lưu giữ trọn vẹn hơn mọi thời khắc cùng con trẻ, cũng như được cùng con nuôi dưỡng hạt giống năng lượng tỉnh thức an lành vô cùng quý báu và vô cùng quan trọng. Bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng lòng thưởng thức một món quà là bài thơ mang tên Slow Down Mommy, chậm lại mẹ ơi, của tác giả R. Knight, được thầy Minh Niệm chuyển ngữ. Bài thơ sẽ được thể hiện qua phần diễn đọc của Hà Trần. Slow down, mommy. There is no need to rush. Slow down, mommy. What is all the fuss? Slow down, mommy. Make yourself a cup of tea. Slow down, mommy. Come spend some time with me. Slow down, mommy. Let's pull boots on for a walk. Let's kick at the piles of leaves and smile and laugh and talk. Slow down, mommy. You look ever so tired. Come sit and snuggle under the duvet and rest with me a while. Slow down, mommy. Those dirty dishes can wait. Slow down, mommy. Let's have some fun. Bake a cake. Slow down, mommy. I know you work a lot. But sometimes, mommy, it's nice when you just stop. Sit with us a minute and listen to our day. Spend a cherished moment because our childhood won't stay. Chậm lại mẹ ơi, có chi đâu phải vội. Chậm lại mẹ ơi, có chi đâu phải dối. Chậm lại mẹ ơi, hãy thưởng cho mình một tách trà thơm. Chậm lại mẹ ơi, hãy dành chút thời gian thong thả ngồi chơi với bầy trẻ nhỏ. Chậm lại mẹ ơi, hãy mang ủng dạo chơi đây đó, hoặc nổi hứng đá tung đông lá khô ngoài ngõ,
hoặc cười nói la ó được thứ chuyện trên đời. Chậm lại mẹ ơi, trông mẹ đã mệt nhoài. Nằm xuống đây với con, giúp vào chiếc chăn ấm êm để ngơi nghỉ dù chỉ trong chốc lát. Chậm lại mẹ ơi, đâu cần phải rửa ngay chén bát. Chậm lại mẹ ơi, cứ nướng bánh ngon lên và tạo ngay niềm vui mới trong tay. Chậm lại mẹ ơi, biết mẹ đã vất vả đêm ngày, nhưng hình ảnh mẹ đẹp nhất trong con đôi khi là khoảnh khắc mẹ chẳng làm gì cả. Ngồi yên với chúng con một chút đã, lắng nghe một ngày rộn rã của lũ trẻ dần qua. Xin thưởng thức những giây phút ngọt ngào này, vì nó sẽ trôi xa. Tuổi thơ của chúng con, mẹ ơi, chúng vĩnh viễn sẽ không còn ở đây bao lâu nữa. Mẹ ơi, bao tháng năm sống bên mẹ, con khắc ghi trong tim hình bóng ra người. Mẹ ơi, bao ước mơ xanh xa vời, bao tiếng yêu thương vang vọng, mẹ yêu dấu. Con luôn luôn ghi sâu trong tim những lời nói của mẹ, đưa con qua phong ba bão tố của cuộc sống. Đêm mưa rơi vang bên tai con tiếng mẹ ru ngọt lành, con sẽ nhớ như mãi thanh âm ấy. Mẹ ơi, bao tháng năm sống bên mẹ, con khắc ghi trong tim hình bóng ra người. Mẹ ơi, bao ước mơ xanh xa vời, bao tiếng yêu thương vang vọng là mẹ yêu. Mẹ ơi, bao tháng năm sống bên mẹ, con khắc ghi trong tim hình bóng ra người. Mẹ ơi, bao ước mơ xanh xa vời, bao tiếng yêu thương vang vọng mẹ. Có những đứa trẻ sinh ra hay do một tai nạn rủi ro nào đó đã phải gánh chịu những khuyết tật và tổn thương về thể chất rất nặng nề, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt thường nhật của chúng. Và bên cạnh đó, trong xã hội hiện nay cũng có rất nhiều trẻ em chất chồng những nỗi đau và thương tật vô hình mà ta không nhìn thấy được. Đó là những tổn thương về tâm hồn, tuy âm thầm mà cũng vô cùng dai dẳng và nhức nhối. Với cuộc sống hiện đại lắm biến động, tình cảm gia đình chông chênh và môi trường chung quanh thật nhiều cám dỗ, khi nền kinh tế và công nghệ phát triển bùng nổ, trẻ em vốn chưa đủ sự trưởng thành, chín chắn đã phải đối mặt với những yếu tố mất cân bằng đến từ bên ngoài, không ít thì nhiều dẫu cha mẹ có nỗ lực chở che. Chính những tác nhân này làm cho đứa trẻ dần hình thành những rạn vỡ, tổn thương bên trong mà ngay chính bản thân nó đôi lúc cũng phải loay hoay rất lâu mới nhận ra. Với nỗi lòng khắc khoải của nhiều bậc cha mẹ ngày nay về việc bảo vệ tâm hồn con trẻ, sau đây kính mời quý vị cùng lắng nghe một bài tùy bút mang tên Để Được Lành Lặn đến từ Tánh Yên Như. Bài viết này sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Thanh Hồng. Hôm rồi, mấy dì và mẹ có một chuyến viếng thăm đặc biệt đến mái ấm dành cho trẻ khuyết tật mồ côi nằm ở rìa thành phố.
Tòa nhà nằm bình yên trong một con hẻm nhỏ. Nhìn bên ngoài trông không khác gì một ngôi nhà kính cổng cao tường bình thường. Nhưng khi đi vào mới biết, ở đây là nơi chở che cho bao đứa trẻ khiếm khuyết nặng nề mà cuộc sống đã suýt bỏ quên. Các bé có những phần sức sẹo mà mẹ nhìn vào là thấy ngay, như chân tay mất mát, cuộc sống còng queo, mắt mù mờ, hộp sọ méo, hàm hở. Nhưng phần không lành lặn đáng thương hơn cả ở rất nhiều bé chắc chính là về trí não. Bởi thiểu năng này làm các bé mất đi những khả năng cơ bản nhất như cảm nhận về thế giới và con người chung quanh, rồi cả tự bảo vệ, sinh tồn. Mẹ và mấy dì tranh thủ lúc con vừa đặt lưng xuống ngủ để đi thăm các bé. Bởi nếu còn thức, chắc con sẽ muốn được đi cùng. Nhưng có thể vì còn nhỏ và chưa từng trải nghiệm qua, con sẽ không chỉ đơn thuần thấy quặn nhói như mẹ, mà sẽ nhiều phần sợ hãi, ám ảnh với những nỗi mất mát quá lớn về thể xác mà mình phải chứng kiến tận mắt. Nhưng con biết không, buồn vì thương các bé thì có đấy, nhưng mẹ lại không thấy sự bi lụy nào có mặt trong mái ấm này, vì khắp nơi vẫn thấp thoáng rất nhiều những nụ cười, dẫu không hoàn chỉnh, răng không đều tăm tắp quả bắp như cái hình emoji mặt cười con vẫn thích. Nhưng đó là những nụ cười trong trẻo, có hồn nhất mỗi khi nhận được sự quan tâm dù là nhỏ nhoi. Trong đôi mắt tâm hồn sáng ngời của các bé, dường như chỉ tồn tại một thế giới cổ tích, đong đầy bình yên, yêu thương trong vòng tay nâng đỡ của các cô thầy ở đây. Mẹ lại nghĩ về con, bầu trời tình thương của mẹ. Thời sơ sinh, người con nổi ruột đầy eczema, cái đầu và hai hàng lông mày chi chít cứt trâu, mừng mủ nước rớm máu. Chỉ vậy thôi mà sáng nào dậy nhìn con, mẹ cũng khóc vì xót xa. Còn nước mắt nào là đủ cho những đứa bé ở đây với muôn phần thiếu thốn về sức khỏe và tình thương ruột thịt đã xa vắng. Bé lớn nhất nhà nay cũng đã gần 30. Hai tay cụt chỉ còn hai cùi chỏ, nhưng đi lại tiếp khách thật gọn gàng và cặm cụi. Tuy kiệm lời, nhưng ánh lên từ đôi mắt này là những tia sáng hiền hòa đến từ một trái tim thật đôn hậu. Mẹ thấy rùng mình cảm động khi được tiếp xúc với những chân tình và vẻ đẹp tâm hồn quá đỗi tròn trịa đó, để rồi nảy lên suy nghĩ mông lung. Những khuyết tật thân thể của các bé ở đây là nhìn thấy được, vậy còn những khiếm khuyết và tổn thương tâm hồn thì sao? Như nhiều bạn nhỏ ngoài kia, non lành mạnh, vẫn sinh hoạt học tập bình thường, nhưng dường như vẫn đang co mình che giấu những khuyết tật tâm hồn nào đó, để hiện trạng sức khỏe tâm lý tuổi trẻ hiện nay lại phải báo động, nhức nhối đến vậy. Con của mẹ đang thụ hưởng rất nhiều những phước báu và điều kiện tốt lành của đất trời khi sinh ra được lành lặn, khỏe mạnh, được sống trong một môi trường yên ấm đủ đầy. Nhưng đau đớn trong mẹ vẫn là những lắng lo rằng khi cuộc sống cho con những điều kiện thuận lợi rất nhiều, con sẽ có đủ vững chãi và tâm hồn sẽ có còn nguyên vẹn khi bước ra cuộc đời và phải đối mặt với những khó khăn chướng ngại hay chăng. Bây giờ mới 3 tuổi, nhưng rồi con chẳng mấy chốc mà sẽ lớn vụt. Liệu con sẽ giữ được bao nhiêu phần trong trẻo và hạnh phúc dung dị mà tâm hồn mình đang có? Trong cuộc sống vốn dĩ liên tục biến chuyển và đổi thay, mẹ với bản tính lo xa vẫn lắm khi có cho mình những mối bận tâm dài hơi về tương lai của con sau này. Nhưng những lúc lắng lòng, mẹ nghĩ chỉ cần con được lành lặn tâm hồn, sống có nghĩa tình tốt đẹp, chắc chắn con sẽ ổn thỏa, cho dù đời có xô đẩy làm con va vấp dối dụi ra sao. Bây giờ con vẫn còn thơ ngây, ba mẹ vẫn đang nắm tay dìu dắt con từ những cái thấy, hiểu và trải nghiệm. Tuy chắc chắn cũng còn chưa thấu đáo, nhưng cũng là của chính ba mẹ. Nhưng mai này lớn lên rồi, mong con hãy tự mình nỗ lực và gìn giữ cho tâm hồn mình, con nhé.
rộn rã trong khu vườn hoa vàng. Mẹ và em còn đó, gió chiều như hơi thở mơ gì một tương lai xa xôi. Tôi đã về có tiếng ca, bàn tay bên liếp cửa, hỏi rằng gió thì thầm em hát ca ngoài kia trăng đã lên ngõ vườn cái hoa vàng. Hãy là nụ cười, là đóa hoa hồng, hãy về chơi trò chơi trốn tìm tuổi thơ. Ngoài kia trăng đã lên ngõ vườn cái hoa vàng. Cuộc sống này vốn dĩ có biết bao nhiêu điều màu nhiệm đang tiếp diễn hết sức lặng thầm chung quanh tất cả chúng ta. Như những buổi sớm mai với vầng dương ló dạng dịu dàng mà đầy nhựa sống của một ngày mới. Hay bờ ao trong veo và chiếc lá đưa vèo được lưu giữ qua mấy câu thơ ngắn ngủi đã đi vào lòng người và trở nên quen thuộc, bình yên đến lạ trong bài Thu Điếu của thi hào Nguyễn Khuyến. Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo. Sóng nước theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió khẽ đưa vèo. Mà hình như những gì lặng thầm thì lại mang một vẻ đẹp tinh khôi nhất, tiếp dẫn những năng lượng bình yên nhất. Cũng giống như tình cảm thầm lặng của mẹ cha dành cho ta, vẫn bền bỉ tưới tẩm xuống mảnh đất tâm để ta được nuôi dưỡng và lớn lên từng ngày. Và những vẻ đẹp ấy ta chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn nhất với một tâm hồn lắng dịu thật sự. Sau đây, kính mời quý vị cùng lắng lòng thưởng thức một sáng tác mang vẻ đẹp dung dị của sự yên lắng. Đó là bài thơ mang tên Lặng Lẽ của tác giả Nguyễn Phong Việt qua phần diễn đọc của Phan Anh. Những giọt sương lặng lẽ đi ra khỏi ban mai, tan trên đầu lá cỏ bằng niềm vui miệt mài. Những bông hoa duyên dáng nở không cần ai xem, giữa khu rừng rậm rạp cứ sống đời bình yên.
những con sông mang nước băng qua bao núi đồi, gom từng dòng chảy nhỏ hợp thành đại dương vui. Những tiếng chim lành lót hót vang khắp mọi miền, không vì ai yêu ghét hay ích kỷ giữ riêng. Những vòng tay ấm áp, những yêu dấu lặng thầm của mẹ cha phủ xuống trên đời con bóng dâm. Đâu vui một ngày cho tròn hình hài, ta được làm người từ sau cơn bão lớn. Ơn mẹ đầy tràn tuôn từ đại ngàn, những đêm cơ hàn mẹ chôn sâu. Mây bay vô chung, mẹ trên cao bao dung, hiền từ che cho giấc mơ đời ta. Đã làm cha mẹ thời nay, gần như chắc chắn ai cũng có những phút giây chạnh lòng khi con trẻ quăng cho mình những câu bình luận gay gắt, hay lắm lúc là những cái thở dài, đảo mắt với sự chậm chạp loay hoay của cha mẹ trước những thứ máy móc mà với tụi nhỏ chỉ là mấy món đồ chơi công nghệ lặt vặt. Khi khoảng cách thế hệ cứ như một con đường ngày một kéo dài ra với sự phát triển nhảy vọt của kỹ thuật số, cha mẹ tự nhiên mà lùi lại phía sau, để rồi dù nỗ lực chạy theo đến toát mồ hôi vẫn không bắt kịp con mình trên đạo lộ trải dài vời vợi trong thế giới phẳng này. Đồng hành cùng con do đó mà chứa đầy những thử thách và bài học cho cha mẹ, trong đó những điều cần soi rọi và chiêm nghiệm để có thể tiếp thu sâu
lại nằm chẳng đâu xa mà trong chính từng giờ phút kề bên con trẻ và cả bên đấng sinh thành của mình. Khi cha mẹ lưu nhận cho mình bài học về sự tỉnh thức, chắc chắn cũng là bài học quan trọng nhất của kiếp nhân sinh, thì cha mẹ mới có thể trở thành một bến bờ yêu thương bình yên thật sự. Sau đây, kính mời quý vị cùng lắng nghe một bài tùy bút gửi gắm những thông điệp lắng động và chân thành mang tên Từ khóa rực rỡ nhất, đến từ Trương Xuân Hạnh. Bài viết sẽ được thể hiện bởi Ngọc Bảo. Hôm trước, khi mẹ ngồi mày mò chỉnh sửa, cắt ghép tạo thành album những hình ảnh chuyến đi chơi của hội bạn cao niên của ông bà ngoại, con đi ngang nhìn thấy ngạc nhiên. Mẹ làm được luôn kìa, I like you. Con giơ ngón tay cái lên nữa. Những chuyện này, thường thì mỗi lần nhà mình đi chơi về, mẹ hay kêu các con làm. Nhưng những ngày vừa qua, giúp ông bà một số thủ tục online để đi du lịch, mẹ nhìn ông bà ngoại và đã thấy bóng dáng mình ở hiện tại và thấp thoáng cả ở tương lai. Có những lúc mẹ thấy ông bà muốn hỏi mẹ nhiều thứ lắm, liên quan đến một số thao tác high tech, nhưng đã có bối rối, ngại ngùng nên thôi. Mẹ không chắc mẹ có biết hết những gì ông bà ngoại định hỏi, và cũng không chắc nếu như mẹ chỉ, ông bà có nhớ và làm được hay không. Bà mẹ thuộc thế hệ X, thế hệ mà những người thế hệ gì như các con hay chê là cổ lỗ sĩ. Cũng phải thôi, các con là một thế hệ được sinh ra đã có sẵn Internet và phương tiện truyền thông xã hội. Thậm chí, Gen Z như các con còn được xem là gen sinh ra trên mạng, dành đường ngang ngõ tắt trên mạng còn hơn đường đi lối về nhà mình. Lớn lên chút nữa, các con được tiếp nhận công nghệ, thấm nhuần về đời sống số nhanh hơn ba mẹ. Còn ba với mẹ chỉ được cái nếp nhăn nhiều hơn vì bôn ba trên trường đời lâu hơn. Khi quá trình số hóa trở thành một điều bình thường mới, mẹ thấy bóng mẹ không còn sừng sững nữa mà đã nhạt nhòa dần trong mắt các con. Có lẽ ông bà ngoại cũng có cái thấy như mẹ. Càng ngày mẹ càng thấy kinh nghiệm sống gần nửa thế kỷ không còn giúp ba mẹ đuổi kịp một thế giới đang thay đổi quá nhanh hiện nay. Ở thế giới này, ba mẹ và các con cách nhau gần 3 thập kỷ. Một khoảng thời gian mà xã hội có quá nhiều biến động làm ảnh hưởng đến nhân sinh quan và ý thức hệ của cả ba thế hệ chúng ta. Thật ra, khoảng cách thế hệ vẫn luôn là một vấn đề lớn từ xưa đến nay. Nhưng dường như khoảng cách bây giờ dài hơn. Khoảng cách 30 năm giữa ông bà ngoại và mẹ thì cùng lắm là những biến động địa chính trị và sự thay đổi da thịt của đời sống vật chất. Còn khoảng cách giữa ba mẹ với các con bây giờ là một sự khác xa vời vợi trên mọi mặt đời sống. Người ta không bao giờ có thể chắc chắn rằng những gì tồn tại hôm nay có thể vẫn còn ở đó vào ngày mai. Chỉ chắc chắn có một điều tồn tại vĩnh viễn, đó là sự thay đổi liên tục. Cứ vài ngày, mẹ lại đọc tin thấy có một công việc mới ra đời, mà mới nghe qua tưởng chừng như chỉ có trên phim khoa học viễn tưởng. Vũ trụ này thay đổi để định hình lại, để điều chỉnh với những thay đổi trước đó, để từ đó tạo thêm nhiều thay đổi hơn nữa. Đó là một vòng lặp của sự thay đổi. Thỉnh thoảng, mẹ cũng có giận thế giới ảo vì nó đã làm thay quá nhiều việc của thế giới thực. Nên việc nuôi dạy con cái trong thời buổi high tech thế này thật là khốn khó cho các bậc sinh thành. Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 buộc cha mẹ không chỉ âm thầm theo sau để không quá xa cách với con cái của mình như các thế hệ trước đây, mà càng trở nên lầm lũi hơn khi con cái bắt đầu kỳ vọng ngược lại ở cha mẹ. Mùa hè này là cơ hội để mẹ học được những bài học quý giá và đáng nhớ, để mẹ được nhận thức rõ hơn những tàn dư của quá khứ
và gợi lại những tình cảm sâu trong tiềm thức thời mà ông bà là cái bóng sừng sững trong nhà. Mỗi khoảnh khắc được thắp tùng ông bà, mẹ như đang ở cùng phòng thí nghiệm soi chiếu nội tâm của mẹ về sự cảm thông và gắn kết. Mẹ đã ngắm nhìn ông bà ngoại và những người bạn cao niên, nhưng ngắm nhìn lại những ký ức đẹp đã và đang dần đi qua trong mẹ. Một đứa con mà bây giờ là một người mẹ vẫn còn loay hoay trong vòng tròn nhân sinh rộng lớn này. Mùa hè này, đưa mẹ trở về điểm xuất phát của làm mẹ và làm con. Hầu như ai rồi cũng vậy. Lúc này là cha mẹ thì trước kia đã từng làm con, và lúc này làm con thì mai sau cũng sẽ trở thành cha mẹ. Đó là cái vòng tuần hoàn sống do tạo hóa sinh ra, để khoảng cách giữa các thế hệ được rút ngắn. Chỉ là rút ngắn, chứ mẹ nghĩ khó mà xóa được. Cả hai thế hệ đều phải học để giảm bớt sự kỳ vọng của nhau. Mấy năm trước, mẹ còn vật lộn với ngôn ngữ tuổi teen để hiểu thế giới của các con, thì bây giờ, mẹ phải ráng học về sự chuyển động của thế giới. À, mới hôm rồi lại nghe tin một robot chơi cờ vua đã bẻ gãy ngón tay của đối thủ là một trẻ em 7 tuổi trong giải cờ vua Moscow mở rộng. Làm mẹ nhớ những bộ phim về những cuộc nổi dậy của robot quật khởi loài người. Bởi vậy, mẹ cứ phải tranh đấu giữa việc thả con như thả cá con ra biển lớn, hay thả con như chiếc diều để con bay cao. Nhưng sợi dây mẹ vẫn nắm trong tay để nhìn thấy con mà yên tâm. Yêu thương không tỉnh thức thật là khổ sở. Ông bà và các con đã cho mẹ thấy vị trí của mình trong cuộc hành trình của con người. Mẹ chẳng cần nhìn đâu xa hơn ánh mắt con và ông bà để biết mà cố gắng biến mỗi tình huống vô tâm thành cơ hội nâng cao nhận thức. Đó là làm con và làm cha mẹ tỉnh thức. Với các con, vẫn ở vị trí lùi lại phía sau, mẹ chọn cách xây dựng nền móng tâm hồn thật vững vàng cho mẹ và cho con. Bởi mẹ tin rằng, việc mẹ quay về vun bồi, phát triển giá trị bên trong sẽ không thể thừa thãi. Sẽ có một ngày, các con bôn ba mỏi gối chồn chân. Chẳng phải điều các con cần nhất là một nơi cậy dựa ổn an để kết nối tâm hồn. Nơi đó, tỉnh thức là từ khóa dung dị nhưng cũng rực rỡ nhất của chức nghiệp làm mẹ. Từng phút giây cảm ơn
để đồng hành và dìu con bước vào cuộc đời. Nếu như con mang theo cho mình đôi mắt sáng trong, thì hành trang cần thiết nhất cho cha mẹ chính là một tâm hồn tỉnh thức. Cha mẹ với gia tài tỉnh thức sẽ biết rõ khi nào ta nên nhắc nhở con xốc vác để tiếp tục đi đúng lối, bước qua những chông gai chắc chắn sẽ có mặt trên đường đời, và khi nào ta chỉ nên chậm bước cùng con với đôi mắt tinh khôi lắng trong, thưởng thức những nhiệm màu hiện ra dọc trên hành trình. Cha mẹ cũng sẽ biết rõ lúc cần thiết để bước đến bên con, đỡ nâng, săn sóc với tình yêu thương dịu dàng khi con vấp ngã, trầy trùa. Hành trình này thật tuyệt vời khi đích đến không hề quan trọng, mà trong từng bước chân và trên từng chặng đường, cha mẹ và con cái sẽ cùng nhau đồng hành, hỗ trợ nhau để tự khai phá những miền tươi đẹp nhất và cả thắp sáng những vùng còn tăm tối lạnh lẽo của tâm hồn đôi bên. Để khép lại radio số 10 ngày hôm nay, kính mời quý vị lắng lòng để cùng đến với bài viết cùng những chắc lọc, khuyến tấn sâu sắc mà thầy Minh Niệm đặc biệt dành nhiều tâm huyết gửi đến tất cả các bậc cha mẹ đang dìu con vào đời. Bài viết mang tựa đề Làm cha mẹ tỉnh thức sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Ánh và Hồ Tiến Đạt. Khi cha mẹ tỉnh thức, tức là đang sống sâu sắc trong giây phút hiện tại và nhận biết những gì đang xảy ra quanh mình và cả trong chính mình, thì chắc chắn cha mẹ sẽ ý thức trọn vẹn mình đang làm cha mẹ và đang có các con thân yêu. Theo đó, cha mẹ sẽ không để cho sự bận rộn lôi kéo tâm hồn mình trôi tận đâu đâu mà bỏ lỡ cơ hội ở bên con. Dù rằng trong đời sống cũng có nhiều thứ quan trọng phải thực hiện, nhiều trách nhiệm bổn phận phải chu đáo, ngay cả việc dưỡng nuôi hay dạy bảo con nên người cũng phải dựa trên nhiều nỗ lực khác. Tuy nhiên, không nên vì thế mà cha mẹ lơ đãng với thiên chức của một đấng sinh thành, đó là luôn tạo ra điều kiện tốt đẹp nhất để con mình lớn lên thành người, mà trong đó sự có mặt trọn vẹn của cha mẹ, một sự có mặt thật dễ thương và vững chãi, là điều kiện quan trọng nhất. Khi cha mẹ tỉnh thức, tức là đang an trú trong hiện tại và cảm nhận rất rõ những gì đang hiện hữu quanh mình đều là những tặng phẩm màu nhiệm của đất trời. Cha mẹ biết rằng không phải ai cũng may mắn có được đặc ân làm cha mẹ khi đến với cõi đời này. Cha mẹ đã được vũ trụ trao sứ mệnh thiêng liêng này nên sẽ làm tốt nhất có thể. Trong đó, cha mẹ sẽ tranh thủ tận hưởng những giây phút ở bên con. Nhiều người nghĩ rằng con cái phải biết ơn cha mẹ vì cha mẹ sinh ra con và hy sinh quá nhiều thứ cho con. Nhưng cha mẹ lại nghĩ chính cha mẹ cũng phải biết ơn con vì nhờ có con thì cha mẹ mới bước vào vai trò được làm cha mẹ, được gọi là cha mẹ, được thể hiện nhiều giá trị rộng lớn mà người bình thường sẽ không có được. Và mỗi khi trở về với con, cha mẹ luôn nhận được sự nuôi dưỡng và sự nâng đỡ bởi năng lượng an lành, trong trẻo, hồn nhiên của con. Chính cha mẹ cũng cần tựa vào con. Khi cha mẹ tỉnh thức, tức là đang tận hưởng từng giây phút của hiện tại mà không để tâm trí vướng bận đến những chuyện của quá khứ hay tương lai, thì chắc chắn cha mẹ sẽ ưu tiên ở bên con, mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất có thể. Một nụ cười tươi tắn, một lời hỏi han ân cần, một cử chỉ chăm sóc vỗ về, đều là những thứ mà cha mẹ có thể hiến tặng cho con ngay trong giây phút này. Khi nhìn thấy con đang ngồi học bài hay loay hoay làm việc gì đó, cha mẹ đều nhủ thầm: con vẫn đang có mặt ở đây và mình sẽ có mặt trọn vẹn cùng với con để tận hưởng phút giây hạnh phúc này, vì ngày mai có thể sẽ không còn nữa. Đúng vậy, ngày mai con lại đi học xa, vào đời, gây dựng sự nghiệp, có gia đình riêng, đâu dễ gì cha mẹ cùng con có những phút giây bên nhau trọn vẹn như vậy. Hoặc ngày mai,
vô thường có thể mang cha mẹ rời xa khỏi cuộc đời này. Việc có mặt cùng con sẽ chỉ còn là ước vọng. Khi cha mẹ tỉnh thức, tức là đang nhận biết rõ mình đang làm gì và sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các đối tượng xung quanh, thì cha mẹ sẽ không bao giờ xuất hiện trước con khi cha mẹ đang thực sự bất ổn, ứa ra ngoài năng lượng tiêu cực. Từ lâu, cha mẹ đã nhận ra rằng nuôi con không chỉ là mang về cho con thật nhiều tiện nghi vật chất, mà còn phải nâng dậy đời sống tinh thần của con. Ngoài việc trao truyền những kiến thức và kinh nghiệm mà cha mẹ đã tích lũy được, việc cho con tiếp cận với nguồn năng lượng như thế nào cũng mang tính quyết định cho những hạt mầm nào trong con được lớn dậy, định hình tính cách. Cha mẹ biết có những đứa con tuy rất thương cha mẹ mình, nhưng cũng rất sợ đến gần, bởi cha mẹ chúng luôn toát ra nguồn năng lượng rất căng thẳng, nặng nề và độc hại. Cha mẹ hứa sẽ luôn kiểm soát hành động của mình để không bao giờ mang đến tâm hồn con bất cứ sự thương tổn nào. Khi cha mẹ tỉnh thức, tức là có thể dừng lại và nhìn sâu vào lòng thực tại để biết rõ những gì đang xảy ra cho từng đối tượng, trong đó chắc chắn có con. Cha mẹ biết rằng bất cứ đứa trẻ nào lớn lên cũng đều phải đối mặt với những khó khăn bên trong hay vượt qua những hạn chế nhất định. Đó là chưa nói, có những đứa trẻ phải chịu nhiều thương tổn tâm hồn từ thời ấu thơ, mà nguyên nhân chính là do cách ứng xử thiếu hiểu biết của cha mẹ, nên trong lòng luôn chất chứa nỗi đau. Do đó, cha mẹ sẽ luôn tập nhìn sâu để biết con có ổn không, hay có cần bất cứ sự giúp đỡ nào không. Dù phải làm bất cứ việc gì, ngay cả nói lời xin lỗi con hay thực tập im lặng một thời gian mà đừng đả động gì đến vấn đề của con, thì cha mẹ cũng sẵn sàng. Hành trình lớn lên của con sẽ còn rất nhiều khó khăn. Cha mẹ tin rằng nếu cha mẹ tỉnh thức, biết lắng nghe và thấu hiểu, thì con sẽ cho phép cha mẹ đồng hành với con. Con biết không, được đồng hành cùng con đi về tương lai là ước mơ của hầu hết các bậc cha mẹ đó con. Khi cha mẹ tỉnh thức, tức là có thể nhận ra điều kiện hạnh phúc vốn luôn có sẵn quanh mình, chỉ cần có ý thức và dừng lại để tận hưởng thôi. Tuy nhiên, bản chất con người hay lo xa cũng do thiếu trí tuệ hay kinh nghiệm đối ứng, nên thường đặt ra hàng loạt mong cầu mà phần lớn đều không cần thiết. Trong khi mỗi sự mong cầu đặt ra lại lấy đi biết bao năng lượng và nhất là cơ hội để sống sâu sắc trong hiện tại. Nếu hỏi cha mẹ có mong cầu về con hay không, thì câu trả lời chắc chắn là có, luôn luôn có. Nếu như trước đây, cha mẹ sẽ mong muốn con trở thành ông này, bà nọ, có chút danh gì với núi sông, cho cha mẹ nở mày nở mặt, thì thời gian gần đây, sau nhiều biến động trong đời sống, cha mẹ lại mong muốn con trở thành người sống tử tế, giàu giá trị tâm hồn. Nhưng nhìn lại, cha mẹ nhận ra ngay cả những mong cầu tốt đẹp ấy cũng nên buông bỏ. Thay vì đặt ra mong cầu để con phải thực hiện cho bằng được, thì cha mẹ sẽ đồng hành cùng con. Khả năng con tới đâu thì cha mẹ chấp nhận tới đó. Bởi những điều tốt đẹp kia, ngay cả cha mẹ cũng còn phải cố gắng từng ngày nữa mà. Bớt mong cầu về nhau, chấp nhận nhau nhiều hơn, đó chính là bí quyết để xây dựng các mối quan hệ vững bền. Khi cha mẹ tỉnh thức, tức là có thể nhìn thấy bản chất sâu xa hay tổng thể rộng lớn của con mà không mắc kẹt vào vài hiện tượng nào đó trong nhất thời. Con tuy còn nhiều thói hư hoặc nhiều lần mắc phạm sai lầm gây tổn hại đến bản thân và gia đình, nhưng cha mẹ không cho đó là tất cả con người của con. Chỉ cần đặt con vào môi trường an lành, hoặc chỉ cần cha mẹ có mặt với con thường xuyên hơn, tưới tẩm vào những hạt giống lành để con tự tin hơn, thì con sẽ trở thành con người khác. Cha mẹ đã từng biết con người tuyệt vời ấy trong con, nên thay vì trách mắng, trừng phạt mỗi khi con sai trái, thì cha mẹ sẽ cho con điểm tựa,
và cố gắng dìu dắt con qua đoạn đường gian khó ấy. Nhờ sự thực tập lùi lại và quan sát thay vì đồng nhất với các hiện tượng diễn ra, thì cha mẹ đã trở nên rộng lớn hơn trong cách nhìn đời, nhìn người và nhìn con. Qua đó, cha mẹ cũng nhìn thấy con mình rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì mình nghĩ. Bởi con nào phải là bản sao của cha mẹ, mà con là tác phẩm được chăm chút của đất trời. Con đến cuộc đời này với những sứ mệnh đặc biệt mà cha mẹ sẽ có trách nhiệm cùng con sớm tìm cho ra. Đó cũng là một phần ý nghĩa của vai trò làm cha mẹ. Khi cha mẹ tỉnh thức, tức là cha mẹ luôn biết mình nên làm gì và không nên làm gì để nuôi dưỡng con. Nuôi dưỡng liên hệ tình thâm này ngày càng trở nên tốt đẹp và tỏa sáng. Chúng ta làm sao, sống thế nào? Tôi ngày xưa cũng đã từng ước sau này mình lớn sẽ đi muôn nơi khắp phương trời. Rồi cuộc đời đã đưa tôi đi rất xa. Người ước mơ giờ đã chắp cánh, người sắp ước mơ. Và tôi gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời, nhẹ vùng tay và tiêu tưới lên cao vời. Đến một ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ tỏa bóng rậm chờ che cả con đường. Ai rồi cũng bước qua cuộc đời để lại những hành trang ở đây. Thế giới sẽ thật đẹp tan cây mình gầy. Con đường kia dẫu lắm gian nan, ước mơ dù đôi lúc giờ dáng mơ hồ, chỉ cần đôi chân vẫn còn vững bước rồi đã cũng thành dòng nước. Và tôi gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời, nhẹ vun tay và tiêu tưới lên cao vời. Đến một ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ tỏa bóng rậm chờ che cả con đường. Ai rồi cũng bước qua cuộc đời để lại những hành trang ở đây. Thế giới sẽ thật đẹp nếu như một ngày ta mỉm cười buông tay ở dưới tán cây mình gầy. Ta mỉm cười buông tay ở dưới tán cây. Kính thưa đại chúng, hành trình trở thành cha mẹ tỉnh thức phải đi qua những trải nghiệm sống thấu đáo, thầm lặng và sâu sắc của cá nhân từng bậc sinh thành. Nhưng trong thời đại mà ai ai cũng hối hả chạy đến tương lai, không còn thời gian để thưởng thức sự kỳ diệu của những điều bình dị, thì dạy con bằng sự tỉnh thức là sự vận động khác với mẫu thức chung của xã hội. Lúc đầu có thể sẽ có những khó khăn, nhưng về sau chính là lựa chọn tốt nhất để kết thúc vòng lặp đau khổ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì năng lực tỉnh thức có khả năng giúp mọi khoảnh khắc gắn kết trở thành là cuộc hội ngộ tinh thần. Thưa quý vị, thấm thoát chuỗi radio dìu con vào đời
chuỗi radio thứ tư đồng hành cùng đại chúng trong giai đoạn của đại dịch và hậu đại dịch Covid-19 đã bước vào số thứ 10, số cuối cùng đồng hành cùng đại chúng vượt qua giai đoạn mà đại dịch đã gây ra muôn vàn khó khăn cho các bậc sinh thành và để lại những tổn thương vô hình lên con trẻ. Đến đây, đội ngũ làm chương trình xin thông báo khép lại chuỗi radio Dìu Con Vào Đời, cũng là khép lại dự án đồng hành cùng các bậc sinh thành. Tuy nhiên, sự dừng lại này chỉ là tạm thời để đội ngũ nghỉ ngơi, để chuẩn bị tâm lực cho những dự án khác với hy vọng mang đến nhiều giá trị sâu sắc và rộng lớn hơn để đáp lại sự tin yêu, đón nhận nồng nhiệt của đại chúng gần xa. Một lần nữa, với mong muốn được nâng đỡ thêm các bậc sinh thành, sau radio số 10 này, thầy Minh Niệm sẽ hiến tặng thêm vài bài thiền quân thư dành cho quý vị đang làm cha mẹ. Xin cảm ơn toàn bộ ekip thực hiện chuỗi radio vô cùng tuyệt vời này. Bởi đội ngũ không chỉ làm việc bằng tất cả tài năng nổi trội, mà còn ở tấm lòng phụng sự vô điều kiện, trong giai đoạn mà mỗi cá nhân vẫn còn nhiều khó khăn sau đại dịch. Và trên tất cả, xin được cảm niệm ân đức thầy Minh Niệm, người vẫn luôn giữ vững vai trò tổng đạo diễn để dẫn dắt và xây dựng chương trình, cũng như đồng thời nâng đỡ cho toàn bộ ekip cùng thính giả radio trong suốt hơn 110 số radio vừa qua được sống trong năng lượng tỉnh thức và yêu thương do thầy và đoàn thể miền tỉnh thức gây dựng. Kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe và an lạc để tiếp tục dấn bước với những dự án lớn hơn sắp tới, mang đến cho cộng đồng nhiều lợi ích và giá trị hơn. Xin cảm ơn những nhân duyên lành hội tụ giữa dòng đời đầy biến động này để chuỗi radio luôn được phát sóng đúng thời gian như đã hẹn với các bậc sinh thành. Kính chúc quý vị chân cứng đá mềm, tiếp tục đồng hành cùng con với hành trang đầy ắp giá trị tỉnh thức để đưa con đến được với thực tại mầu nhiệm của cuộc sống trong trạng thái như nhiên. Chúc quý vị giữ được tâm bình yên thường trực, bởi đó là khởi điểm quan trọng, là gốc rễ duy trì một gia đình tỉnh thức. Trong đó, mỗi đứa trẻ đều được sinh ra với quyền được sống chân thật với bản ngã của mình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong thời gian sớm nhất. Khi ông mặt trời thức dậy, mẹ lên dãy, em đến trường cùng đàn chim hòa vang tiếng hát. Nhẹ thắm trên vai, nụ hoa xinh tươi luôn hé môi cười, đưa em vào đời đẹp như ước mơ, đưa em vào đời đẹp như ước mơ. Khi ông mặt trời đi ngủ, mẹ đến lớp bên ánh đèn, bạn làm em rộn vang. Trên cao trong sáng muôn màu, ơi con gà rừng nào gáy đâu đây, em nghe lòng mình niềm vui đong đầy, ơi con gà rừng nào gáy đâu đây, em nghe lòng mình niềm vui đong đầy.